Khách quý chúng ta đã và đang ngoài cổng hội trường. Sẽ cùng anh sống với sự cố của gia đình hôm nay.
bạn chưa khỏa là 2-3 phút nên tôi là bạn tổ chức sẽ đổi nhạc múa xoài ạ. Chính vì vậy một lần nữa xin trân trọng và kính mời các quý vị khách quý sẽ cùng di chuyển đến sân khấu ạ, để cùng nhau nhảy, để cùng chúc mừng chào năm hạnh phúc trở về lòng và thể hiện trong buổi tối ngày hôm nay. Được trân trọng kính mời tới quý vị quý vị. Thank you.